bông đen ướt nhòa, màu bóng gian lê sẽ bước về. Vì từ nay em không thể bay về nơi xa xa, nơi cao rất cao trên đôi cánh thiên thần. Sống với kiếp đưa đầy, vì em đã chót mang sai lầm. Em luôn mong sau mai, anh dừng mang em quay về. Trong tim mưa thét cao, giờ đôi mắt rơi trong nước sầu. Vì tình yêu đã chung nhân gian kinh trong bức tranh của em, từ nay sẽ phải xa thiên đàng. Không phải đôi đàn anh sinh em hoang mang thanh trong mưa cô đơn. Vì từ nay em không được bầy đứa. Cao trên đôi cánh thiên thần, sân với kịch đôi đầy. Vì em đã chót mang sai lầm. Em luôn mong sớm mai, anh dừng mang em quay về. Trong tim mưa thét cao, giờ đôi mắt rơi trong nước sầu. Vì tình yêu đã chung nhân gian kinh trong bức tranh của em, từ nay sẽ phải xa thiên đàng. Trở về đây. Khoa này, Khoa theo dõi phần biểu diễn của Vân, Khoa thấy thế nào? Vâng, vẫn xinh như ngày nào. Còn biểu diễn thì sao? Dĩ nhiên là biểu diễn rất là hay. Xinh có nghĩa là rất là hay rồi. Biết sao không? Trước tiên xin cho Thanh Vân được gửi lời chào đến quý khán giả đang xem đài và tất cả các bạn trẻ fan ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Biết sao Thanh Vân trình diễn sôi nổi như thế không? Bởi vì hồi nãy ra Thanh Vân thấy Khoa róc quá. Róc quá cho nên phải cố gắng róc lên. Tôi nhớ là trong cả hai lần biểu diễn của anh Khoa với giới thiệu album Park Won 1 và Ngô Thanh Vân với album Studio 68 thì cả hai bạn đều biểu diễn cực kỳ sung. Vậy thì ngày hôm nay khi tham gia biểu diễn, các bạn có nhớ lại cái cảm giác của mình cái lúc tham gia chương trình không? Lúc đó cảm giác của các bạn như thế nào? Thì giống như học sinh cấp 3 đi thi phổ thông vậy thôi. Trong lòng thì rất là run, nhưng mà với tất cả sự cố gắng của mình thì chắc chắn là nó sẽ làm được những gì mà mình mong muốn và nghĩ vậy. Còn riêng với Vân thì kính thưa quý vị, mặc dù đã là một ca sĩ chuyên nghiệp đi hát rất là nhiều, nhưng mà đứng trên sân khấu của album vàng ngay cái lúc đó thì